Đây là bài 1 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của hội quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Hãy cùng học cách nói tên hai nhân vật trong bài. Lina là một học sinh người nước ngoài. Lina. Lín. Lín. Na. Na. Lina. Lina. Hãy nhắc lại Lina. 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 Hãy cùng học cách nói Lục Vũ Bình. Đây là tên của một học sinh người Trung Quốc. Lu Yu Ping. Lu. Lu. Yu. Yu. Ping. Ping. Lu Yu Ping. Lu Yu Ping. Hãy nhắc lại Lục Vũ Bình. Lu Yu Ping. Lu Yu Ping. Hãy nói hai tên Lina, Lục Vũ Bình. Lina. Lu Yu Ping. Trong tiếng Trung, cách chào nhau là Ni hǎo. Trong đó từ nǐ có nghĩa là bạn, anh, chị, vân vân. Hǎo là tốt, khỏe. Nǐ hǎo. Tiếng Trung nói thành Ni hǎo. Hãy nói xin chào. Ni hǎo. Ni hǎo. Hãy thử nói Lina chào cậu. Lina, ni hǎo. Lina, ni hǎo. Hãy nói Lục Vũ Bình chào cậu. Lu Yu Ping, ni hǎo. Lu Yu Ping, ni hǎo. Bây giờ hãy học cách nói bạn có khỏe không? Ni hǎo ma? Trong đó từ ma trong tiếng Trung là một từ để hỏi, ở đây có nghĩa là không, phải không? Ma là thanh nhẹ. Hãy nói bạn có khỏe không? Nguyên văn là bạn khỏe không? Ni hǎo ma? Ni hǎo ma? Hãy thử nói anh khỏe không? Ni hǎo ma? Bạn có khỏe không? Ni hǎo ma? Hãy nói Lục Vũ Bình cậu khỏe không? Lu Yu Ping, ni hǎo ma? Lu Yu Ping, ni hǎo ma? Lina, bạn khỏe không? Lina, ni hǎo ma? Lina, ni hǎo ma? Hãy nghe từ tôi trong tiếng Trung. Wǒ. Wǒ. Trong tiếng Trung người ta thường nói mình rất khỏe thay vì nói là mình khỏe. Hãy nghe cách nói này. Wǒ hěn hǎo. Hãy nghe từ rất. Hěn. Hěn. Từ này là thanh ba. Rất khỏe. Hěn hǎo. Trong tiếng Trung nói thành hěn hǎo. Hãy nói rất khỏe. Hěn hǎo. Hěn hǎo. Bây giờ hãy nghe cách nói tôi rất khỏe. Wǒ hěn hǎo. Wǒ hěn hǎo. Có thể nói là Wǒ hěn hǎo. Wǒ hěn hǎo. Hãy chú ý cách biến điệu thanh ba trong tiếng Trung. Quy tắc nói chung như sau. Khi hai thanh ba đi liền nhau, thanh thứ nhất đọc thành thanh hai. Ví dụ, nǐ hǎo hoặc hěn hǎo đọc thành nǐ hǎo, hěn hǎo. Ba thanh ba đi liền nhau, thanh ở giữa đọc thành thanh hai hoặc hai thanh đầu đọc thành thanh hai. Ví dụ, wǒ hěn hǎo đọc thành
我很好 hoặc 我很好. Bây giờ hãy thử nhắc lại. Lina, cậu có khỏe không? Lina, 你好吗? Lục Vũ Bình, bạn khỏe không? Lu Yu Ping, 你好吗? Mình rất khỏe. 我很好。我很好。